Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bạn gái Huỳnh Hiệu Minh lộ video đụng chạm Triệu Lệ Dĩnh, dân tình phẫn nộ. Kể từ khi Huỳnh Hiệu Minh công khai với Diệp Kha, mọi nhất cử nhất động của cả hai đều được công chúng quan tâm hơn cả. Gần đây, đoạn chia sẻ của bạn gái Huỳnh Hiệu Minh về Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây chú ý. Sau 2 năm giữ im lặng, Huỳnh Hiệu Minh đã quyết định công khai chuyện hẹn hò với hot girl Diệp Kha và nhận được sự chúc phúc của netizen. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu những hot shirt liên quan đến Diệp Kha không xuất hiện nhiều như cơm bữa trong suốt nửa tháng qua, kể từ ngày công khai. Cứ vài hôm, bạn gái Huỳnh Hiệu Minh lại xuất hiện trên hot search Weibo vì những vấn đề như thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, phụ nhận làm bé ba so sánh với Angela Baby và bậy bậy buôn chín câu chuyện quá khứ của cô. Không ít người cho rằng chính Diệp Kha là người mua hot search đi bài nhằm tận dụng sức nóng chuyện công khai hẹn hò để giúp bản thân mình nổi tiếng. Gần đây, một video livestream của cô được cư dân mạng đào lại với nội dung bày tỏ niềm yêu thích với Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể trong đoạn livestream, Diệp Kha cho biết nghệ sĩ mình yêu thích nhất là Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài khả năng diễn xuất, gương mặt tròn đặc trưng cũng là điểm nhấn khiến cô yêu mến được diễn viên. Dưới phần bình luận, không ít người mắng Diệp Kha cố tình kiếm nhiệt từ mỹ nhân họ Triệu. Hơn nữa, việc cô chia sẻ mình thích mặt tròn cũng là điều vô lý vì bản thân Diệp Kha trải qua không ít biện pháp gieo kéo để có gương mặt thon gọn vi lai. Đây không phải lần đầu tiên netizen phát hiện những phát ngôn gây tranh cãi của Diệp Kha trong quá khứ. Trước đó, cô cũng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều khi tuyên bố không bao giờ đi vệ sinh ở trường, quyết đợi Huỳnh Hiệu Minh ly dị để trở thành người tình. Sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiệu Minh được cho có khả năng hợp tác trong dự án chính kịch Người Xây Dựng Thành Phố. Phim dự kiến khởi quay cuối tháng 10 với dàn diễn viên cũng như biên kịch, đạo diễn nổi tiếng. Không ít người cho rằng đây là bài truyền thông của ekip Huỳnh Hiệu Minh để tuyên truyền cho bộ phim mới. Trong câu chuyện này, Triệu Lệ Dĩnh vô tình trở thành cái tên bị người khác lợi dụng. 2 năm trở lại đây, sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió khi liên tục gặt hái được những thành công mới. Nữ diễn viên nhận cúp thi hậu Phi Thiên và thi hậu Kim Ưng nhờ vai diễn Hứa Bán Hạ trong bộ phim Gió Thổi Bán Hạ. Ngoài ra, vai diễn này cũng giúp cô nhận được đề cử giải Bạch Ngọc Lan danh giá. Về mạng phim điện ảnh, dù chỉ mới góp mặt trong bộ phim Điều Thứ 20, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Bách Hoa năm 2024. Đây là những thành công đáng kể không phải bất cứ diễn viên nào cũng có thể làm được trong lứa tiểu hoa 85. Về phía Huỳnh Hiệu Minh, với những ồn ào do bạn gái gây ra đã khiến nam diễn viên đắc tội với nữ giới giải trí, buộc anh phải ê chề đi xin lỗi nhiều tiền bối trong nghề. Cư dân mạng mắng tài tử thần điêu đại hiệp không biết quản bạn gái để cô làm nhiều trò hề như vậy và cũng khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Vốn dĩ Huỳnh Hiệu Minh đã tốn rất nhiều thời gian để xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, cuối cùng lại đổ bệ chỉ vì cô bạn gái kém 15 tuổi này. Trước đó, khi được hỏi về ồn ào của bạn gái, anh chia sẻ, nếu chuyện của tôi có thể khiến mọi người vui vẻ thì đó cũng là một điều hạnh phúc, cuộc sống cũng chỉ là tôi cười người khác, rồi người khác cười lại tôi mà thôi. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Phản hồi của nam diễn viên hứng chịu chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, netizen cho rằng anh bảo vệ Diệp Kha mù quáng, dù bạn gái vô cớ tấn công lấy người khác ra làm trò vui. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.